Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chơi Euro trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 11, em tiếp tục lên giới thiệu các bác 4 combo băng tip 1, một nước của Nhật chưa ghi chương trình của Việt Nam. Các bác mua về các bác tự ghi giúp em. Đấy. Thì toàn bộ nào cũng 10 băng nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 băng. Và em cũng tặng kèm một băng 10 phút này để cho bác sử dụng nhé. Em tính tiền 10 băng thôi. Và mỗi combo thì em bán đồng giá là 500.000 một combo gồm 10 băng tip 1 từ loại 46 phút trở lên đến 120 phút. Và em xin thiệu ở thành phố Tư Hồ Chí Minh, số điện thoại là 07 23 269. Bác nào ở gần thì qua nhà em chọn lựa mua, của bác nào ở tỉnh xa thì trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Số điện thoại em để tiêu đề của video. Đấy. Giá bên em bán là 500.000 một combo, bao phí ship cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 giúp em. Đấy. Và bác nào mà nhận hàng thanh toán chỉ mua được một combo thôi nhá. Rồi, em xin đi vào giới thiệu từng combo để cho các bác chọn lựa. Đấy. Đây là cái băng 10 phút này tặng không tính đến nhé. Combo thứ nhất là combo số 1 nhé. Đây là cái lô này là lô tip 1 nhé, còn lô tip 1 của 4 combo. Bác nào mua thì nhớ giúp em nhé, bởi vì là em làm video em làm rõ từng từng combo một, có phải biết được combo mình mua loại nào. Để em mới chọn được. Đây. Đây có một combo số 1 gồm một cái băng của ASEAN 120 phút này. Đấy, 120 phút. Đấy. Một băng 90 phút này, FX1 này. Này rất là mới. Rồi. 90 phút của TDK này. Ở cuốn này thì để số thì các bác cắm cái số vào các ghi thôi, rất đơn giản, không gì khó cả. Đấy. TDK AD 90 phút nhưng kiểu này nó khác. Đấy. Muốn kiểu nó khác nhau. Đây kiểu cũng TDK nhưng kiểu này kiểu khác nhau. Đấy. 90 phút của Sony HF này. Còn mà đẹp. Của TDK. Này là cái này mở ngang đó. À, rất là hay. Cái này mới này. Đấy. Con này cuốn HF 60 phút này. Đây là cuốn ASEAN 60 phút này. ASEAN 60 phút. Màu xanh rất là đẹp luôn. Thiết kế rất là đẹp. Sáu mươi phút này của AD TDK này. Bốn mươi sáu phút của Sony này, dòng này dòng HFS nhé, khá chất lượng đấy ạ. Đây là combo số 1 gồm 10 băng. Rồi em tặng kèm một cuốn băng 10 phút nhé. Số 1. Còn một số 2. Số 2 cuốn này thì cũng tặng kèm rồi. Một cuốn TDK
AE 120 phút này. Đây là mới luôn. Dòng này nghe thu âm tốt lắm. Cuốn AD 90 phút của TDK này. Cuốn Sony FX1 90 phút này. Cuốn TDK AD 90 phút này. Cái này thì bẻ chấu rồi. Cuốn Sony HF90 này. Này nó có 4 cuốn 90. Cuốn 60 phút này có UR. Sony HF60 phút này. TDK AR60 phút này. Đẳng rất là đẹp. Cái này cũng bị cái xấu rồi nhá. Tôi phải cài vào ghi thôi. Cuốn 60 phút của ASEAN này. Cái này rất là đẹp luôn. Thiết kế đẹp. Một cuốn 46 phút của TDK. Này cũng gãy chấu rồi, các bạn có thể cài chấu ạ. TDK OD. Đây là combo số 2. Combo số 2. Tiếp tục combo số 3. Cái này cuốn 10 phút rồi. Đang kèm. Cũng một cuốn 120 phút của TDK AE. Nó nói thì nó rất là mới rồi. Đặc biệt cái băng một nước của Nhật thì sẽ băng rất là tốt. AD 90 phút TDK. Chín mươi phút của Fuji. Còn 90 phút của Sony dòng FX1. Một cuốn 90 phút của TDK. Cái này thì gãy chấu rồi, các bác phải cài chấu vào ghi thôi. Một cuốn Maxell UD1. Cuốn này cũng khá là đẹp này. Đấy. Bày đẹp. Sẽ bằng rất là tốt. Một cuốn 60 phút của Maxell UD. Một cuốn HF60 phút. Sony. Một cuốn bắt ép của bắt ép. Cái này băng này băng của Đức chứ không phải là thương hiệu Đức đấy. Chứ không phải băng của Nhật đâu. 60 phút. Dòng Pro này khá là chất lượng. Cuốn AR46 phút của TDK. Rồi, đây là combo số 3. Giá em nó thì muốn là 500.000 nhé. Đồng giá như nhau hết. Đây là combo số 3.
cuối cùng là con bo số 4. Băng này là tặng kèm rồi. Cũng một cuốn TDK AE 120 phút nhé. Mới kính con luôn. Một cuốn AD 90 phút. Một cuốn FX190. Một cuốn AD1 90 AD rồi AD1 nữa. Một cuốn 90 phút của Sony dòng HF. Cái này bẻ cái chỗ rồi, các bác cài chỗ vào đi thôi. Một cuốn này là cuốn của thằng nào đây, rất là đẹp đây, nhưng của ASEAN thì phải. À, rất là đẹp đúng không, ASEAN. Đấy, rất đẹp luôn. Một cuốn Sony HF 60 phút. Một cuốn của ASEAN FPS1 60 phút. Và tiếp đến một cái cuốn băng của TDK màu xanh nước biển, rất là đẹp. Một cuốn 46 phút của TDK. Rồi, em đã báo giá xong 4 combo băng tip 1, một nước của Nhật chưa thu nhập Việt Nam. Đấy, có giá là 500.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Còn bác nào nhận hàng thanh toán thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em là 0907-23-269. Em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại bác ở video sau ạ.